Chào các bạn, mình là Duy đến từ lớp trọng nhân IK44. Hôm nay mình xin giải thích về nguyên lý vận động của detrusor, trigon, cơ thắt ngoài và cơ thắt trong khi đi tiểu. Trước hết mình xin định nghĩa đi tiểu. Micturition là mắt tiểu. Hiện tượng mắt tiểu là do hệ thần kinh autonomic điều khiển. Urination là đi tiểu do hệ thần kinh somatic điều khiển. Nhìn hình chúng ta có thể thấy, khi bàng quang chứa một lượng nước tiểu từ 250 đến 350 cc, sẽ có một luồng tín hiệu chuyển đến trung tâm S2, S4, ta thường gọi là trung tâm push. Sau đó trung tâm này sẽ chuyển tiếp một luồng tín hiệu đến vỏ não để xin ý kiến đi tiểu. Nếu được chấp nhận, vỏ não sẽ kích thích cho cơ thắt ngoài mở ra để thực hiện đi tiểu. Nhưng nếu vì một nguyên nhân nào đó không thể đi tiểu, vỏ não sẽ cho một luồng tín hiệu để kích thích cơ thắt ngoài co lại và chịu được một lượng áp lực là 80 mm thủy ngân. Về nguyên lý hoạt động của detrusor và trigon, như chúng ta đã biết, bàng quang là một cơ quan thống nhất giữa hai hệ thần kinh autonomic và somatic. Cao độ nhất là của hai cơ này. Tuy nhiên, chỉ có ở nữ thì hai khối cơ này mới kết hợp một cách nhịp nhàng, còn ở nam thì kết hợp yếu. Cho nên ở nam, khi 5-6 tuổi vẫn còn hiện tượng đá dầm, mà khi về già, trên 70 tuổi thì sẽ đi tiểu rất khó. Còn ở nữ thì phần lớn là sau thôi nôi sẽ không còn hiện tượng đá dầm. Khi đi tiểu thì cơ trigon áp chặt dưới sàn, khép kín hai lỗ niệu quản để nước đáy không thể nào vọt lên đường thận. Phần xanh lá này đây là trigon, nối liền với hai niệu quản và cổ bàng quang một cách nhịp nhàng. Cho nên ở nữ khi đi tiểu thường sẽ tiểu nhanh và mạnh, trung bình sẽ hoàn thành quá trình từ 20 đến 30 giây, còn ở nam thì có khi 1 phút vẫn chưa xong. Tiếp đến, ta đến với phần cơ thắt trong và cơ thắt ngoài. Ở đây ta xét đường niệu của nữ. Cơ thắt ngoài là một cơ rất mạnh và cơ thắt trong cũng vậy. Cơ thắt ngoài là cơ do hệ thần kinh somatic điều khiển, vì vậy nó là một cơ có thể điều khiển theo ý muốn. Cơ thắt trong ngược lại là do hệ thần kinh autonomic điều khiển. Vì cơ thắt ngoài rất mạnh nên ở nữ có thể giữ đến 500 ml nước tiểu, còn ở nam thì muốn giữ được lượng nước tiểu đó rất khó. Cơ thắt trong là giữ cho lượng nước tiểu trong bàng quang không bị rỉ ra ngoài khi chúng ta sinh hoạt, hoạt động hay là đi ngủ. Và nếu phải chọn lựa tổn thương một trong hai cơ này thì chúng ta nên chọn lựa cơ thắt ngoài. Vì khi tổn thương cơ thắt ngoài thì chỉ khi chúng ta mắc tiểu thì nước tiểu mới bị rỉ ra ngoài. Tức là khi bàng quang chứa một lượng nước tiểu từ 250 đến 350 cc. Còn nếu tổn thương cơ thắt trong thì dù bàng quang chỉ có 1 ml nước tiểu vẫn bị rỉ ra ngoài. Phần cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần cơ thắt trơn trên ủ núi và cơ chế chống xuất tinh ngược chiều. Như các bạn đã biết, tinh trùng và tinh dịch xuất ra đường niệu của nam từ lỗ này và sau đó đi thẳng một đường đến niệu đạo và vào âm đạo của nữ hoặc ra ngoài. Sở dĩ chúng có thể di chuyển một chiều mà không đi ngược lên đây là vì ở vùng cổ bàng quang của nam có một cơ ta gọi là cơ thắt trơn trên ủ núi. Khi phóng tinh thì cơ này co lại, vì vậy tinh trùng không thể đi ngược lên bàng quang mà chỉ có một đường đi từ ống phóng tinh ra niệu đạo và vào âm đạo của nữ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.